muốn lựa chọn sản phẩm có Ampo an toàn cho mọi loại da, hãy tin mình đi. Tenua chính là sự lựa chọn hàng đầu dành cho bạn. Khi bạn muốn bổ sung Ampo vào quy trình dưỡng da của mình thì chìa khóa để phát huy tối đa tác dụng của chúng chính là cách sử dụng. Cách 1 là dùng thay thế cho serum, cách 2 là dùng trước serum, cách 3 là dùng với kem dưỡng và cách 4 là dùng với kem nền khi trang điểm. Trong 4 cách trên thì Ampo sử dụng kết hợp với kem dưỡng trắng da nâng tông Tenua Whitening chính là một phương pháp hiệu quả nhất, bởi vì Ampo có trong Tenua sẽ có hiệu quả gấp 4 lần so với serum thông thường. Với bộ đôi tinh chất vàng 24K và kem dưỡng nâng tông Tenua sẽ giải quyết mọi vấn đề về da của các chị em chỉ sau 2 tuần sử dụng. Tinh chất vàng Ampo 24K Tenua sẽ thúc đẩy nhanh quá trình trẻ hóa da mặt, loại bỏ quầng thâm, mang lại cho chúng ta một làn da mịn màng tự nhiên, và đồng thời sẽ thúc đẩy sự hình thành collagen, giúp cho làn da của chúng ta sẽ đàn hồi này, ngăn ngừa chảy xệ và bảo vệ làn da khỏi nguy cơ bị lão hóa. Còn với kem dưỡng da nâng tông Tenua thì sẽ có tác dụng là dưỡng trắng, cấp và khóa lớp ẩm, giúp da của chúng ta luôn giữ được độ mềm mại. Và ngoài ra, chất kem rất mỏng, thẩm thấu nhanh, không gây bết dính nên là khi dùng thì sẽ không gây bí da nha mọi người. Và đây, cùng mình xem thành quả sau 2 tuần mình sử dụng bộ đôi này nhá. Dùng xong ấy, nhìn da của mình thích lắm luôn mọi người ạ. Mà giá của em này thì rất là phải chăng nữa nên là rất là đáng để cho mọi người tham khảo nhá. Nhớ săn sale dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 để nhận được những ưu đãi siêu hot từ nhãn hàng nhá. Ai mà không săn ấy, tiếc thì đáng chịu nhá.